ប្រាថ្នាបងវិញ
quyền mấy nhiêu phụng quyền nâng cứ tha mình chọn ban pranapien nè nhiêu mình chọn ban pranapien pranapien chia paroma sok pranapien chia tóc hỏi dương ở chọn ban thế cứ dương tăng ca slap slap cắt được nông việt vật đó à nè nhiêu chọn ban ca chia menu chọn ban ca chia pro chọn ban ca chia say chọn ban ca chia nẹp miên chọn ban ca chia nẹp không mà chẳng tới nó vô cá slap slap cá slap slap cá vừa cho lang tục nâng nâng dùng hồ thực này nó nâng vô chẳng viên chẳng cứ hạ tham mô hạ nhau má hạ tham mô hạ nâng viên chẳng viên thật lại nâng sóc và nâng sóc ấy tục này chụp nế prot prot tới dùng mà nâng vô nâng hạ tha của viên phần đầm nè ăn viên hạ cực chẳng ấy cực trên hợp viên nọ nhiều phơi tiền ở xa xa phía bên kia cột bạc giang từ ao nước mình cất đặt sập sập cát được nông viên vào đặt song sáng cất đó phần tiền cất ao nước lại ao tu sạ mồ hạ rất nhiều miền tiền chia ram được dùng phơi tiền ngày nay cứ tiền mình bật na đôi tuần na ta cất chia cào anh miền trọc bát chia ở miền nam chẳng nghe cứ bật na ở ao nước cái cầm nang nè ở nơi sực đây cầm nang được nông chất nâng ở ban đó nó phải là tiền miền phải là tiền chia rõ mấy nhau nên hà ta ăn về đây ở miền màu hà đấy nãy nhau nên ngày trăng cái lá nâng ở miền cái lá bay thông thông nâng cái lá sầu mù nâng lô phe tu sợ màu hà ở miền được nông chất được nông người đó chọn phua sầm bay thôi chọn phua lục hà tháp bèo hòn nhá nhau đang cả đang việc vào đất xa nâng hạ thấp bệ hòn chẳng lốt thì có tăng một tuần vì rồi tập ăn để chụp chung kia được nông kỳ nụ cứ sắp tay chi bệ hòn thì bệ hòn nó mình này thành chẳng nhau chụp chung kia nơi nào nhau chọn ấy vật bi là vật là nhau má chụp chụp nên là vật vật đang mua hà tha vật bi là vật vật bi là vật đang prà tha prà tha vật prai rư say vật prai rư chán phải được xây ra nè sắp đặt phải được xây mà xây nó xây lõ đó nhau à bà ăn cái thà là xây pin puông ấy nhà chụp chung khnề nắng cứ chụp chung nơi nóng thì muối ngày thì muối mòn thì muối ở miền nó na prạp không ở miền na prạp thì ta chỉ phải ăn giống chụp chung nắng nới ក្រោយ 2 ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹង 9 ខែ ណា ញោម ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅ ពេល ណា ញោម ញោម ចាំ ណា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹង នៅ ថ្ងៃ ពុទ្ធ ណា ញោម ថ្ងៃ ពុទ្ធ ថ្ងៃ ហ្នឹង ថ្ងៃ ពុទ្ធ មិនសម មិន ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទេ ញោម ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹង នៅ ថ្ងៃ ពុទ្ធ 15 កើត ខែ ណា ញោម ខែនេះ và đập phàm cá khai vị xạ đập phàm cá khai vị xạ cứ phong tăng chấn phong tra đăng nơi khai vị xạ hay phẩm buôn khai cai má cứ khai miệng đắng cứ phong và chung sơn nề bạt nhớ nhau và chung sơn sơn nề bạt để nhiều mềm sao mà nhường cứ chung sơn nề bạt nơi vật về là vật chất cầu đi chữ cứ nơi nào nhau tiền đi và mà nơi tiền đi ở Phật Sa Sna dụ má nơi nhau thì còn trăm rồi học sắp sắp buồn cũng có sạc ra những dương rộp
rồi mà đó pin nâng bán pi phuan pram roi hok sa buôn chen nam nhóm ná đó khai mê xa nâng chỗ đó pi phuan pram roi hok sa pram nhóm á ờ chỗ đó ngày mà rui khai pi xa khang mộc nâng cứ chỗ đó phật sạc rái pi phuan pram roi hok sa pram chen nam chẳng pi phuan pram roi hok sa buôn nâng chật đại dây ờ chẳng phật sạc rái chẳng rô pi phi nam á nhóm ຈະຮອບຕັ້ງປີປະສມາສັມປົດໂຈປະເລນະປຽນຫມອກບານ គឺរាប់ពីថ្ងៃ164ខែពិសាខនឹងរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងគឺចំនួនពី2564ឆ្នាំយល់មកអញ្ចឹងបនមេបូជានឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រះសកួតឬក៏តាំងពីព្រះធរមានលោកយល់បនមេបូជានឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានតាំងពី ព្រះអង្គបានត្រាស់រយៈពេលប្រាំបួនខែមកគឺព្រះអង្គមានសង្ឃសន្និបាតហ្នឹងណាយោមានសង្ឃសន្និបាតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរាប់ពីនងមករហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងមានបូជាមានអាយុប៉ុន្មានណាយោបើយើងរាប់មកគឺព្រះអង្គមានបញ្ជូន 45 ឆ្នាំដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុកនឹងគឺ45ឆ្នាំអញ្ចឹងយងអញ្ចឹង45ឆ្នាំបូកជាមួយនឹងព័ន្ធ5របួនពី2006របួនឆ្នាំពី2006របួនឆ្នាំពី2564របួនឆ្នាំពី2500ហកសបួនបូកនឹង43ឆ្នាំត្រូវជាពី2600មិនបី5 ຍັງກັດຖ້າມຽບບູຊານັ້ນມີອາຍຸ2609ຊ្នាំປີ2609ຊ្នាំຕົວເຈິງບົກອາຍຸການພະສັມມາສຳພຸດບານຕຣັສດັງໃຫ້ປະສັດນັ້ນສາສະປາມຊ្នាំດອກຖ້າພະອົງປະເລນະປຽນນັ້ນໃຫ້ບົກຢູ່ມືນັ້ນອາຍຸປະພຸດທະສາສະໜາປີ2560ຊ្នាំ ទីបោកទៅឃើញ2609ឆ្នាំណាយោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីបងមេបូជានៅអាយុច្រើនណាយោមពី2609ឆ្នាំណាយោមអញ្ចឹងបនមេបូជានេះមានហេតុសំខាន់សំខាន់នឹងពីរយ៉ាងណាយោមដែលយើងធ្វើបនមេបូជាសិតតែមានរឿង ព្រះយើងធ្វើបន់យើងធ្វើអីក៏ដោយសត្វតែមានរឿងអញ្ចឹងរឿងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងពិធីបន់មេបូជានឹងមានពីរទីមួយគឺលោកហៅថាចតុរង្គសន្និបាតណាយល់មកចតុរង្គសន្និបាតហើយទីពីរព្រះអង្គដាក់ប្រជួនមេយុចំពោះមុខមេណាយល់មក ចតុរង្គសន្និបាតហ្នឹងដែលយើងមានប្រសាទសន្និបាតហ្នឹងគឺការប្រជុំចតុរង្គហ្នឹងមានន័យថាអង្គ4ណាយំអង្គ4មានន័យថាការប្រជុំហ្នឹងមានអង្គ4អង្គ4ហ្នឹងគឺស្អីទី1គឺថ្ងៃពេញបរមីខែមាសហ្នឹងអង្គ1ណាយំថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃពេញបរមីហ្មងហើយពន្លឺភ្លឺខាងដូចមាសអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងណាយំក៏ថ្ងៃពេញបរមីខែមាសហ្នឹងពីនោះ ហើយអង្គទី2ហ្នឹងគឺភិក្ខុជាព្រះអរហន្តហ្នឹងចំនួន 1250 អញ្ញោមមកជួបគ្នានៅទីហ្នឹងអត់មានការណាត់ជួបគ្នាជាមុននេះគឺព្រះអរហន្តលោកដឹងចិត្តគ្នាញោមដឹងចិត្តគ្នាលោកដឹងចិត្តព្រះដឹងចិត្តព្រះអរហន្តផ្សេងៗហ្នឹងដឹងចិត្តគ្នាគេតបប្រញ្ញាហ្នឹងគឺដឹងចិត្តគ្នាដឹងចិត្តអ្នកដទៃញោមបាទ នឹងព្រះរហន្តហើយទី3គឺថាភិក្ខុទាំង 1250 អង្គសុទ្ធតែជាព្រះរហន្តណាយោព្រះរហន្តគឺអស់កិលេសណាយោ
nâng tỷ bảy tỷ bốn cứ tham tiền mà phân phi rơi hà sập áo nâng cứ prasama sam phốt bấm bố đại ông ai nâng ở miền nam bố đây bấm bố đại ông ai nhớ không chẳng ông buồn nâng lục hào tha chạ tròn sanh ba tu ca bị chung bọc cọp tới ông buồn thì muối ngày bình bờ mày khởi mía thì pi bị khô mà phân phi rơi hà sập áo mà chụp chung kia nâng vật vì lục vật nâng ở bàn nát nghe chỉ môn ទី 2 វិខមពន២៥០អង្គនោះសត្តជាព្រះអរហន្តមិនមែនជាវត្ថុជួនមិនមែនជាសោតាបន្នបុគ្គលមិនមែនជាសកទាគាមីបុគ្គលមិនមែនជាអនាគាមីបុគ្គលគឺសត្តជាព្រះអរហន្តណាយោទី 4 គឺព្រះអរហន្តទាំងមកពាន់២៥០អង្គនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបំពោះដោយខ្លួនឯងមានន័យថាជាអេហិភិក្ខុស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅជ្រះថ្លាក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបួស ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យបួសគ្រាន់តែមានពុទ្ធិកាថាអេហេភិក្ខុណាឯងចូលមកក៏ខ្លាយទៅជាវិខុមានស្បងមានចំពោះក៏សក់ឲ្យស្រាប់ពីព្រោះភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានបុណ្យបារមីក៏សាងពីអតីតជាតិមកណាញោមចឹងសូមចម្រើនពរសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងឲ្យញោមយល់ខ្លះៗដើម្បីបកកើតនៅការ យល់ដឹងពីពុទ្ធសាសនានិងបញ្ញាឆ្លាតឆ្លាសវៃក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនញោមទាំងអស់គ្នាចឹងសូមអនុមោទនាត្រេកអរបុណ្យមេត្តាបូជាថ្ងៃនេះដែលញោមទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានមកធ្វើទានរក្សាសិលនិងធាវនាក៏សូមបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងឧទ្ទិសជូនទៅដល់ពុទ្ធបរិយាជនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំងពីរសន្តានបានបាក់បែក ចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏សូមអស់លោកទាំងអស់នោះបានដឹងបានលឺបានទទួលនៅកុសលផលបុណ្យនៃការចេញពីទានរបស់ញោមប្រស័យទាំងអស់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួយផុតពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពមកខាងឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅម្យ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ទានម្ចាស់បុណ្យកុសលបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបុណ្យប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុ
นากรมใบอาคารลาย